chào các bạn nhé. Đây là con bạc má mới về ngày hôm nay. Con này là mộc dở nuôi cũng đôi tháng rồi. Đấy, rất là đẹp, lông lá đầy đủ, mau mỏ lắm, hót lai dài hết rồi. Quay zoom rất là gần cho các bạn xem. Đang đứng rất là gần để quay cho các bạn, tay đây lồng đây. Lông lá đuôi đẹp. Các bạn có nhu cầu liên hệ với Chim Cảnh Đất Việt nhé. Theo số điện thoại là 0908 070 555. Rất là đẹp. Lai dài đây, chỉ quay được cái bóng bộ cho các bạn thôi. Mình bán uy tín, bảo hành cho các bạn không phải lo nhé. Bằng má Cao Bằng này rất là đẹp. Mau mỏ, thấy con khác hót là hót lại ngay. Đang đứng quay cho các bạn mà nó còn ra giọng nó hót luôn, nuôi tầm đôi tháng này là rất là tổ chức.